Đây các bạn, đây là cái mẫu bánh 400-12 có phanh. Cái bộ này thì được khách hàng hay sử dụng vào bánh trước của cái xe máy mà chuyển thành xe ba bánh đấy. Thì lắp cái bánh này để gia cường cái độ cứng lên và nhìn nó khỏe xe hơn. Bánh này thì có thông số là đường kính 50, bản rộng là 10, trục là 12, vừa luôn với cái trục của xe máy hiện tại. Bát phanh này thì cũng lắp luôn vào được xe máy các bạn nhé. Đấy, đây một bộ như này, bánh và tăng bua, cái này lắp luôn vào được xe máy nhé, rất là hợp lý và đẹp, khỏe. Các bạn đặt hàng có thể liên hệ 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Với các bạn, đây là cái mẫu bánh 400-12 có phanh. Cái bộ này thì được khách hàng hay sử dụng vào bánh trước của cái xe máy mà chuyển thành xe ba bánh đấy. Thì lắp cái bánh này để gia cường cái độ cứng lên và nhìn nó khỏe xe hơn. Bánh này thì có thông số là đường kính 50, bản rộng là 10, trục là 12, vừa luôn với cái trục của xe máy hiện tại. Bát phanh này thì cũng lắp luôn vào được xe máy các bạn nhé. Đấy, đây một bộ như này, bánh và tăng bua, cái này lắp luôn vào được xe máy nhé, rất là hợp lý và đẹp, khỏe. Các bạn đặt hàng có thể liên hệ 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.